lưng giống dao Tây Ninh nè. Nó vàng rất đẹp luôn chị. Mà nó mạnh nữa. Dạ. Là để gì em. Cái gì em bàn lại chị đó với em coi. Dạ. Cái gì, hôm bữa chị lên chị nhìn thấy lưng chị nói ở chùa lưng đẹp quá trời luôn. Tại chị là bắt bên năm kia hết 15.000 thôi. Ờ vậy hả? Dạ. Thì bây giờ chị cứ lấy 10.000 này chị về chị nuôi trước đi. Nếu dạ. Chị nếu mà lỡ nếu mà họ lỡ cỡ quá quan nên em đặt chị là khoảng tháng nào có bằng em đặt sớm, nếu em đặt sớm là quan em bắt bắt từ 3.000 con rồi. Quan năm ấy. 3.000 hay 30? 30 ít chứ 3.000. Chị mới nói 3.000. Không có đâu 30. Lưng rất vàng rất đẹp đó chị. Dạ. Con nào con nấy cũng rất đẹp luôn á. Tại vì nhiều khi em quay lên mạng á thì nhiều khách hàng người ta nhìn thấy người ta thấy là con to nhưng mà thực tế ra chị nhìn nó khi mà quay lên cái điện thoại á thì nhìn nó sẽ to hơn ở ngoài một chút. Vậy anh Cường nuôi chất lượng rồi. Dạ. Này em dùm cho ăn Tùng không lưng à? Này quá đẹp luôn á. Này về cho ăn Tùng không à? Anh cho